Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập số 2 của câu chuyện Tan hồn phách của tác giả Cổ Nguyệt trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, câu là tập cuối của bộ truyện này. Tiếng là thất thành của dãy phòng bên trái vang lên đầm mỹ. Lúc này đã đánh thức Phong. Anh từ từ mở mắt ra trong bóng tối chập chờn của căn phòng vì đã được đóng kín. Khẽ đưa tay rồi vào mắt mình, sau đó ngáp dài rồi ngồi bật dậy. Phong không có ý định ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì, vì anh cũng giống như Vi. Có lẽ anh không tìm thấy được thứ gọi là tình người ở đây kể từ sau ngày Vi mất, cho nên anh không có nhu cầu để giao tiếp với họ. Chậm rãi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Còn chưa kịp với tay lấy khăn mặt, phòng nghe ở bên ngoài có nhiều tiếng bước chân chạy ầm ầm, rồi có cả tiếng kêu khóc của một người phụ nữ gọi tên ai đó. Lúc này mặc dù không muốn quan tâm, nhưng phòng vẫn lấy làm khó hiểu. Anh lau vội lấy khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ của mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Phòng đưa mắt ngó sang nhìn dãy trọ ở bên trái, nơi phát ra âm thanh ồn ào. Anh trông thấy từ bên trong căn phòng số 12, có một nhóm người đang hì hục đứng lên ngồi xuống mà không nhìn rõ được họ đang làm gì. Lúc này sự hiếu kỳ trong anh đột nhiên thôi thúc, khiến cho anh phải lập tức dậm bước chân bước sang để dò hỏi. Có chuyện gì vậy chị? Phong đứng ở bên ngoài ngó vào bên trong phòng số 12, lúc này có đến 5-6 cán bộ công an và một số hàng xóm ở phía trong. Anh cất tiếng hỏi người phụ nữ. Chị ta nhanh miệng trả lời mà khuôn mặt vẫn biểu lộ sự hoang mang sợ hãi. Trời đất ơi, cậu Chí bị tai nạn giao thông. Tối qua cậu ấy đi mua sữa bầu cho vợ, không may bị xảy ra va chạm. Chiếc xe ôm chở cậu ấy đi với người lái xe thì không sao. Còn cậu ấy thì bị ngã xuống đường kiểu gì mà vỡ sọ chết tươi rồi, tội quá. Phong vừa nghe xong thì lúc này mới nhanh mắt nhìn vào trong phòng một lần nữa. Anh trông thấy một thi thể đang nằm dưới nền gạch. Trên bụng có dằn thêm một nải chuối, còn phần đầu thì máu me bè bét. Phong giật thót mình khi nhận ra thi thể đang nằm đó chính là anh hàng xóm tối qua, đã nhờ Phong trở sang khu phố A có việc. Anh bồn rồn cả chân tay liền, không nói không rằng mà nhanh chóng quay trở về phòng của mình. Cả dãy trọ lúc này vang lên những tiếng xôn xao bàn tán, còn có cả tiếng than khóc của cô vợ anh Chí đang bụng mang dạ chửa, sắp đến ngày sinh nở kêu gọi tên chồng, nghe vô cùng thê lương não ruột. Phong ngồi trong phòng lã chã mồ hôi nhớ lại chuyện tối qua, rồi đột nhiên anh đưa mắt nhìn vào chiếc xe máy của mình. Lúc này anh cũng không biết nên buồn thay cho người xấu số hay là nên vui mừng cho mình vì vừa trải qua được một kiếp nạn. Nhưng anh nghĩ chắc có lẽ là do người lái xe cầu thả cho nên mới xảy ra sự cố. Chứ anh xưa giờ chạy xe rất cẩn thận và an toàn. Nếu tối qua xe của anh không dở chứng nữa chừng, thì biết đâu anh Chí không phải chết. Và lại thêm một lần nữa Phong cảm thấy áy náy vì một người không hề liên quan đến mình. Anh khẽ thở dài rồi nằm vật xuống giường, hai mắt nhắm nghiền với nhiều suy nghĩ mông lung nặng nhọc. Phía bên phòng số 12 lúc này, các cán bộ công an đang tạm giữ người lái xe ôm chờ anh Chí tối qua để hỏi cung tạm thời trước khi đưa anh ta về đồn. Anh ta chỉ nói xe tự nhiên bị mất thắng, bản thân của anh ta cũng hoàn toàn bình thường và không hề sử dụng bất cứ một chất kích thích nào. Qua kiểm tra nhanh và xem xét hiện trường của các cán bộ công an thì những gì anh ta nói đều là sự thật. Người lái xe lập tức được trả tự do, nhưng với sự kiểm soát và theo dõi của công an khu vực. Nhưng trước khi anh ta rời khỏi dãy nhà trọ của bà Thu, đôi mắt của anh ta bất chợt láo liêng, ngó về một hướng của căn phòng nào đó với một nét mặt vô cùng sợ hãi, rồi khẽ thì thầm trong miệng. Tôi đội ơn cô đã không bắt tôi theo cùng, tôi sẽ xem như là không thấy và không biết chuyện gì cả. Cái chết của anh Chí những tưởng chỉ là một tai nạn xảy ra bất ngờ, nhưng đó lại chính là bắt đầu cho những chuỗi ngày kinh hoàng tiếp đến dành cho những con người ở khu nhà trọ của bà Thu. Còn Phong thì vẫn cứ ngày ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường của thành phố với chiếc xe ôm cũ kỹ của mình. Anh hoàn toàn không hay biết gì xảy ra cho đến một hôm anh quay trở về phòng trong đêm muộn.
Phong dắt chiếc xe đã khá là nhàu nhĩ vì nó phải chạy quá nhiều thời gian trong ngày hôm nay, chậm rãi đi vào cổng trọ. Anh mệt mỏi ngồi bật xuống ghế đá mà thở dốc, mà không vội mở cửa bước vào trong phòng của mình. Đang ngồi ủ rũ với hai bàn tay đã mỏi nhừ vì phải lái xe đường dài, Phong bất chợt nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ phía dưới bên ngoài cửa phòng. Anh giữ im lặng cố gắng mắt nhìn về phía đó. Trong bóng tối chập chờn của màn đêm cô tịch, Phong nhìn thấy có một cái bóng trắng có vẻ như là đang ngồi thụp xuống làm chuyện gì đó mà anh không thể nào nhìn rõ mặc dù đã cố gắng quan sát. Lúc này Phong chỉ nghĩ đây chỉ có thể là ăn trộm đang rình rập để cậy cửa phòng trọ của mình. Anh nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm rồi từ từ đứng dậy, tiến từng bước về phía cái bóng trắng đó bằng sự tập trung cao độ. Nhưng khi vừa đến gần Phong còn chưa kịp làm gì thì cái bóng đó lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Mặc dù chính mắt của anh đã trông thấy rõ ràng, không thể nào nhầm lẫn được. Phong đứng chôn chân tại chỗ không tin những gì xảy ra trước mắt. Rồi sau vài giây định thần, anh nhanh chóng chạy ngược trở lại, mở khóa xe để bật đèn lên quan sát. Nhưng phía trước mặt của anh vẫn chỉ là cánh cửa phòng đang im lìm đóng kín, chẳng thấy một bóng người nào. Phong cũng nhướng đôi mắt lúc này đã có phần nặng trĩu của mình lên, nhìn xung quanh thêm một lần cho kỹ. Nhưng vẫn chỉ là một khoảng không trống trải vô cùng kỳ lạ. Phong lấy làm khó hiểu, anh vẫn để đèn xe ở đó, chứ không tắt rồi từ từ tiến lại. Lúc này Phong chẳng thấy gì ngoài chiếc tô mì mà lúc chiều anh đang ăn dở, để ở phía bên ngoài cánh cửa. Nhưng lạ thay tô mì từ lúc chiều bây giờ lại hoàn toàn sạch bóng. Phong có nghe bà Thu chủ nhà nói, trong dãy trọ của bà không được nuôi chó mèo hay bất cứ một con vật nào. Vì vậy mà khả năng tô mì thừa của anh bị con vật nào đó ăn mất là hoàn toàn không thể. Phong đứng lặng im suy nghĩ hồi lâu, rồi anh bất giác nhớ lại cái bóng trắng xuất hiện vừa rồi. Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đưa mắt sang nhìn căn phòng âm u lạnh lẽo của Vi trong vô thức. Đôi môi khẽ mấp máy tự nhủ. Có phải là cô không? Nếu phải thì xin hãy cho tôi biết cô có điều gì cần tôi giúp đỡ. Nhưng mà xung quanh Phong chỉ là một sự im lặng bao trùm. Anh không lấy làm sợ hãi mà ngược lại. Điều mà anh hy vọng lúc này có thể gặp được Vi, có thể nói chuyện được với cô và có thể lắng nghe những điều oan khuất của cô để có thể hiểu rõ thêm phần nào về cái chết và sự ra đi đột ngột đầy đau thương của cô. Nếu có thể giúp, anh sẵn sàng không bao giờ cần suy nghĩ. Phong lặng lẽ dắt xe vào trong phòng ngồi một mình nhìn ra bên ngoài chăn trở đến gần sáng với biết bao nhiêu điều khó nghĩ. Cho đến tận khi anh ngủ quên luôn lúc nào không biết vì bản thân của anh cũng đã dần thấm mệt. Sáng hôm sau Phong lại nghe thấy bên phòng bên trái có tiếng người la hét và cũng như lần trước. Anh vì mệt quá cho nên lần đưa tay kéo tấm chăn phủ kín đầu của mình rồi cố rũ cho bản thân tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ sâu sau một đêm mệt nhoài đầy rong ruổi. Thế nhưng mà dường như lần này tiếng ồn và tiếng la hét lại có phần to hơn hẳn lần trước, cho nên mặc dù đã cố tình để không phải bận tâm đến nữa, nhưng Phong vẫn ngáp dài rồi từ từ mở mắt. Anh tỏ vẻ khó chịu chậm rãi ngồi dậy. Phong dở bỏ tấm chăn rồi đứng vụt dậy. Lần này anh không thèm cả luôn rửa mặt mà nước bắn hẳn ra bên ngoài. Vừa đưa tay gỡ cái chốt cửa vừa bực dọc lèm bèm ở trong miệng. Lại là chuyện gì không biết, cái dãy trọ này chẳng giờ được yên lặng cho người khác nghỉ ngơi, thật là phiền phức. Phòng cứ như vậy với một khuôn mặt phờ phạc tần ngần bước sang khu phía bên ấy. Vừa đến nơi anh đã trông thấy có một nhóm người đang đứng rất đông tại căn phòng số 14. Vốn dĩ không định tò mò nhưng vì có vẻ hơi lạ, Phòng mới cố chen chân vào để xem chuyện gì đã xảy ra. Và rồi trước mặt của anh là một cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Nằm trên nền gạch hoa trong căn phòng là một xác chết. Toàn thân của anh ta đầy máu với những nhát chém chí mạng trên người. Còn có cả con dao chặt thịt bằng lớn, vẫn còn nguyên vẹn những vệt máu khô, lúc này đã đậm đặc khô cứng lại, đèn dày bệ lên một lớp. Bên cạnh xác chết là một người đàn bà đang trong tình trạng lõa lộ, đầu tóc rối bù, với một khuôn mặt ngáo ngơ, trông gần như là một kẻ điên.
Chị ta luôn miệng nói lắp ráp những câu gì đó nghe vô cùng khó hiểu. Phong này nhận ra người đàn bà này. Chị ta chính là người vào cái hôm Vi chết đã buông những lời cay độc để nói về cô. Còn cái xác đang nằm đó là một người đàn ông ở ngay phòng kế bên đã có vợ con để huề. Nhưng cứ hễ gặp đàn bà phụ nữ là y như rằng luôn miệng trêu chọc bằng những lời nói khiếm nhã, cho nên cũng chẳng mấy ai ưa. Phong còn chưa kịp hỏi thăm người đứng gần mình cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, thì từ bên ngoài bỗng có một người đàn ông sộc chạy vào. Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng tức giận chỉ tay vào mặt của người phụ nữ đang ngồi tơ hơ dưới nền gạch rồi quát. Con đàn bà dâm tiện này, không ngờ mày cắm sừng ông, mày gian díu với thằng Nhẫn hả, con khốn nạn. Vừa dứt câu thì anh ta lao ngay vào túm tóc chị ta kéo lên, tát cho mấy tát. Mọi người đang đứng ở đó chứng kiến sự việc thế vậy thì liền xông vào để can ngăn. Một người giữ lấy tay của anh ta lôi ra ngoài, còn một người thì đỡ lấy người phụ nữ lúc này trong tình trạng rủ rải nhưng vô cùng sợ hãi hét toáng lên đầy kích động. Bà Thu cũng có mặt tại đây. Bà nhanh chân bước theo người đàn ông vẫn còn nổi trận xung thiên trời trầm giọng nói. Thôi đi Nam, thằng Nhẫn nó cũng chết rồi. Mà người ta nhìn thấy chính con Tuyến vợ mày, nó đã cầm dao chém thằng Nhẫn đó. 10 phút nữa cảnh sát sẽ tới, mày coi thế nào để làm việc với họ. Chứ con Tuyến hình như là nó bị điên. Thật là động trời mà. Anh Nam lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại sau khi nghe những lời bà Thu vừa nói. Nhưng rồi anh ta cũng tỏ ra khá thờ ơ mà ngó nhìn vào chị Tuyến trả lời lạnh băng. Mặc xác nó có chết thì cũng chẳng còn liên quan đến tôi. Cái con đàn bà hư hỏng bẩn thỉu, thật là tôi không thể ngờ được. Nói xong thì anh Nam quay phắt người lại bỏ đi một nước, mà kể vợ của mình đang trong tình trạng lõa lồ và còn có thể sắp sửa phải mang một bản trọng án vì đã ra tay giết người chưa rõ lý do. Đúng như lời của bà Thu nói, tầm 10 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Cái xác của anh Nhẫn được bàn giao lại cho người nhà để lo hậu sự. Còn chị Tuyến lúc này đã được mọi người lấy cho bộ quần áo. Nhưng chị ta vẫn còn đang ngáo ngơ và vô cùng sợ hãi. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành cho lấy lời khai tại chỗ. Nhưng chị Tuyến chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy luôn miệng bảo rằng tôi không biết gì cả. Sau nhiều giờ đấu tranh với chị Tuyến nhưng phía bên cơ quan cảnh sát cũng không thể thu thập được gì. Vì ngoài cái câu không biết gì thì chị Tuyến không còn bất cứ câu nào khác chứng minh là mình vô tội. Nhận thấy chị Tuyến đang có dấu hiệu bất thường về tâm lý, nhưng nhân chứng vật chứng lúc này đã có đầy đủ để tố cáo tội trạng của chị ta. Cho nên là cảnh sát bắt buộc phải áp giải chị ta về đồn chờ ngày điều tra lại. Trước khi bị đeo còng và dẫn giải đi, thì lúc này chị Tuyến mới nói một câu nghe vô cùng kỳ lạ. Chính nó đã xúi giục tôi, không phải tôi. Nhưng vì chị Tuyến đang trong tình trạng bất thường về nhận thức, cho nên mọi lời nói của chị ta lúc này hoàn toàn không có giá trị để khai thác. Chị ta bị áp giải đi trước bao nhiêu cặp mắt, vẫn còn ngỡ ngàng vì những lời dè biểu xì xầm của mọi người. Tưởng đàng hoàng thế nào, hóa ra lại là cái ngữ lăng loàn không biết xấu hổ. Thế mà ngày trước còn mở miệng chê bai cái con bé kia, thật là chẳng ra làm sao. Thế cơ mà sao lại giết ông Nhẫn nhỉ? Chị ta bị điên à? Làm sao tôi biết được? Nghe nói là khuya hôm qua hai người đang đóng cửa tàng tiểu với nhau thì bị bà Hoa vợ cố Nhẫn đạp cửa. Chẳng biết vì sao mà bà Hoa phát hiện, gọi hoài không có mở cho nên bà xông cửa vào. Vừa vào thì đã nhìn thấy bà Tuyến cầm dao chém ông Nhẫn tới tấp. Bà Hoa nhanh chân chạy được, nếu không thì cũng toi mạng. Rồi bà mới đi chi hô cho mọi người đó. Sợ thật đấy. Ghê vậy hả? Không lẽ bà Tuyến bị ma nhập? Nhìn bà cứ như là người điên chứ không giống người bình thường. Ai mà biết được. Tội nghiệp ông Nam quá, đi làm thợ hồ vất vả nuôi vợ mà bị cấm sừng, còn làm cho xấu mặt nữa. Bà Thu có lẽ cũng nghe thích câu chuyện của mấy người này cho nên liền bước tới lên tiếng. Thôi, ai về phòng người đấy đi, đừng có mà nhiều chuyện để cảnh sát người ta còn làm việc. Thế là tất cả đám đông bắt đầu từ từ giải tán, kể cả Phong. Anh cũng chẳng muốn ở lại làm gì, vì mọi thứ đối với anh lúc này thực sự quá là ám ảnh. Rồi sau ngày hôm đó cứ hàng đêm, trong không gian tĩnh lặng như tờ của dãy nhà trọ thâm u, không một chút ánh sáng. Trong khi mọi người đang ngon giấc thì phía bên trong căn phòng êm ấm của mình,
thì ở bên ngoài, một chuỗi âm thanh cứ như vậy vang lên, giống như là tiếng giày cao gót bước trên nền xi măng lanh lảnh phát ra đều đặn trong khoảng khung giờ nhất định. Nó bắt đầu từ ngoài cổng chính rồi kéo dài vào dãy hành lang và đào một vòng trong khu nhà trọ. Sau đó thì dừng lại ở căn phòng số 8 là phòng của Vi, rồi tự nhiên im bặt một cách vô cùng kỳ quái. Lần đầu thì chẳng mấy ai quan tâm, cho đến khi cái âm thanh đó cứ xuất hiện hàng đêm và đúng thời điểm 3 giờ sáng thì mọi người lúc này mới bắt đầu cảm thấy hoang mang sợ hãi. Riêng chỉ có Phong là hoàn toàn chẳng nghe thấy gì vì anh thường hay ngủ rất sâu. Có lẽ vì anh thường hay bị mệt mỏi sau những chuyến chạy xe đường dài, cho nên cứ về đến phòng là liền ngủ một mạch cho đến tận khi trời sáng hẳn. Nhưng mà cũng kể từ đêm mà Phong nhìn thấy cái bóng trắng gần hiện ở trước cửa phòng của mình, thì đêm nào trước khi ngủ anh cũng pha sẵn một tô mì nóng rồi đem ra ngoài để trước cửa. Và sau đó thầm thì vài câu gì đó mà chỉ một mình anh mới có thể nghe được, rồi đóng cửa vào phòng mà chìm vào giấc ngủ mê man vì mệt nhoài sau một ngày dài vất vả. Cũng thật là kỳ lạ thay, cái tô mì của anh cứ sáng ra là hoàn toàn sạch bóng, không hề để lại bất cứ một dấu vết gì. Ở phía bên cạnh, Phong còn nhìn thấy có một bông hoa tường vi cánh mỏng đang nằm trơ trọi với một sắc hoa luôn đượm một màu tươi thắm mà chẳng cần phải suy nghĩ, Phong cũng biết là do ai để lại. Điều đó càng làm cho anh thêm phần vững tin và Vi vẫn còn đang tồn tại, mặc dù bây giờ cô chỉ là một oan hồn lẩn khuất trong sương khói mỏng manh. Và cũng đã nhiều lần Phong cố tình để canh gặp cho bằng được Vi nhưng đều không thể. Vì vậy anh cũng dần bỏ đi ý định, bởi vì anh nghĩ có lẽ điều gì đó cản trở mà Vi không thể gặp được anh, hoặc giả như là cô không muốn gặp anh. Thế cho nên là Phong vẫn ngày ngày cứ để phần ăn ở đó cho Vi và nhận về cho mình một bông hoa nhỏ bé như thay lời cảm ơn của Vi gửi đến anh vậy. Phong ngồi trong phòng nhìn một giỏ những bông hoa tường vi cánh mỏng nhẹ nhàng thanh thoát, rồi bất giác thở dài tự nói thầm trong miệng. Cô thật ngốc, tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy linh hồn của cô cứ mãi còn vương vấn trên trần gian đầy đau khổ này. Nếu có thể hãy siêu thoát cho nhẹ lòng mình đi có được không? Cô Thu, em xin chào Phong ạ. Chị Hoa, vợ của anh Nhẫn, người đàn ông xấu xố vừa bị hạ sát trong cơn điên loạn của chị Tuyến, đang đứng khép nép trước cửa nhà của bà Thu mà nói. Bà Thu không vội trả lời mà ngồi thong thả trong nhà trên chiếc ghế gỗ cao cấp. Trên tay bà ta còn đang cầm một quyển kinh thánh gì đó chăm chú đọc. Rồi phải đợi cho đến khi chị Hoa nói lại thêm một lần nữa thì lúc này bà Thu mới đẩy cao cặp kính rồi quay sang đáp. Sao lại trả? Dọn sang nhà trọ khác hả? À không hả, em chắc về quê. Chị Hoa trong giọng nói có chút ngập ngừng, khuôn mặt có vẻ gì đó hơi bất ổn, đôi mắt trũng sâu thâm quầng lộ rõ nét mệt nhọc chẳng biết là vì nguyên nhân gì. Bà Thu lúc này mới chậm rãi đặt quyển kinh sách xuống bàn rồi nhìn chị Hoa. Tại sao lại về gấp vậy? Chẳng phải cô đang buôn bán rất khấm khá đó sao? Dạ, ông Nhẫn chết rồi, bây giờ ở đây có một mình, vừa buồn vừa cực cô ạ, em định về quê. Bà Thu vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của chị Hoa, lúc này trông khá là xanh xao và tiều tụy mà không vội lên tiếng. Đoạn bà đứng lên rồi bước vội ra bên ngoài. Đứng gần, chị Hoa kê sát tai lại chị mà nói nhỏ. Cô sợ con Vi phải không? Cô nói gì? Chị Hoa vừa nghe thích như vậy thì mặt mày đã tái mét, lộ vẻ kinh ngạc trước đôi mắt phờ phàng của mình lên nhìn bà Thu rồi lắp bắp. Bà Thu vẫn với một thái độ bình thản, bà ta đứng khoanh tay ở góc rồi bất chợt mỉm cười nhìn chị Hoa tiếp tục. Cô sợ nó về trả thù cô giống như đã làm với thằng Nhẫn à, có đúng không? Lúc này mồ hôi chín chắn của chị Hoa đã bắt đầu vã ra như tắm, chị ta ấp úng run giọng rồi nói với bà Thu. Cô nói gì em không hiểu, em có làm gì nó đâu mà trả thù. Thôi, cô đừng chối với tôi làm gì, tôi biết hết mà. Cô biết gì chứ? Bà Thu không vội vã trả lời chị Hoa, mà đi đôi mắt của mình ngó ráo rác xung quanh như kiểu đề phòng, rồi mới nắm tay của chị Hoa kéo vào trong nhà của mình. Bà ấn vai của chị Hoa ngồi xuống trên chiếc ghế nhựa rồi mới từ tốn lên tiếng. Cái đêm trước khi phát hiện ra xác của con Vi 3 ngày,
Tôi đã trông thấy hai vợ chồng cô bước ra từ bên trong căn phòng của nó với một thái độ rất kỳ lạ vào lúc trời gần sáng. Cô nói xem, đó có phải là sự trùng hợp không? Chị Hòa có lẽ lúc này đã biết mình khó lòng qua mắt được bà Thu, cho nên cúi đầu thừa nhận. Đúng vậy, nhưng em không làm gì nó cả, em thề chị là... Là sao? Cô nói rõ ràng tôi xem xét lại, nếu không thì cô biết hậu quả gì đó. Hồi tháng này tôi im lặng chỉ vì muốn giữ chân khách trọ. Còn bây giờ cô đang muốn đi thì tôi cũng không có lý do gì để mà không lên tiếng bảo vệ sự thật cả. Bà Thu nhấn mạnh từng chữ mà nhìn vào khuôn mặt đang hiện lên nét run sợ của chị Hoa mà chờ đợi câu trả lời. Chị Hoa lúc này hai bàn tay đang run rẩy bấu chặt vào nhau. Giọng của chị ta run rẩy, thở ra một làn hơi nặng nhọc chậm rãi nói. Đêm đó em bị mắc tiểu cho nên thức dậy vào giữa khuya thì không thấy ông nhẫn đâu cả. Thế cửa khép hờ cho nên em mới đi ra ngoài tìm ông ấy. Vừa hay em đã kịp nhìn thấy bóng lưng của ông ấy đi vào phòng của con Vi. Em mới nghi ngờ bám theo, sau đó thì... Thì sao? Sau đó thì em thấy ông nhẫn đang nằm đè lên người của nó. Em tức quá cho nên mới xông vào đánh cho nó mấy cái bạt tay cảnh cáo, rồi lôi ông nhẫn về phòng thôi. Chứ em không có làm gì hại đến nó cả, em thề đó. Chị Hoa vừa nói xong thì liền thở vào như là chút bỏ được gánh nặng. Đôi mắt của chị ta trũng sâu thâm quầng một màu nâu trầm u ám, nhìn bà Thu với một thái độ vẫn còn sợ hãi. Bà Thu lúc này xoay lưng lại nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ của mình, nhìn chị ta rồi gần giọng hỏi. Cô không nói thật thì tôi e là không giúp được cô đâu, cô hiểu chứ? Chị Hòa nghe thấy ngữ điệu này của bà Thu thì một lần nữa ngập ngừng, nhưng cuối cùng rồi chị ta cũng lý nhí. Dạ, lúc đó em cũng hơi nóng nên mới... Thế nào? Em có lỡ tay dùng đũa mà đâm vào của nó. Nhưng mà chỉ là do em nhất thời hồ đồ. Em không nghĩ rằng nó sẽ chết. Xin cô thương tình đừng nói chuyện này cho ai biết. Nếu không em chết cô Thu hả? Chị Hòa lúc này đã bắt đầu khóc lóc, trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng nét hoang mang. Bà Thu có lẽ cũng đoán được phần nào cho nên mới từ tốn lên tiếng tiếp tục chất vấn. Cô dùng một chiếc. Dạ, cả bó hả? Nghe trả lời nhẹ tênh đó của chị Hoa khiến bà Thu bất chợt cảm thấy rùng mình. Bà không nghĩ rằng chỉ vì nhất thời ghen tuông ích kỷ mà chị ta có thể xuống tay tàn độc đối với một người con gái chân yếu tay mềm như vậy. Bà Thu giữ lấy bình tĩnh rồi hít thở một hơi thật mạnh, sau đó trầm giọng nói. Cô thật quá ngu xuẩn. Con Vi nó chỉ là một đứa làm nghề lấy thân nuôi miệng. Nó đâu có đi quyến rũ chồng cô. Người đáng trách phải chính là thằng nhẫn kia. Tại sao cô có thể làm được chuyện đó? Em xin cô, em biết em sai là em mù toáng ngu gốc. Vì vậy cho nên bây giờ em mới phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ. Đêm nào nó cũng đứng ở ngoài cửa tìm em đoạt mạng, em sợ lắm. Em ai gây ra người đó trả? Cô không thấy rằng chính chồng cô và thằng Chí đã phải đền tội rồi đó sao? Cái thằng Chí cũng là một trong những người đêm đó đã tới trước chồng cô. Nếu mà tôi biết cứ sự xảy ra như ngày hôm nay tôi đang ngăn cản nó. Chỉ là vì tôi không muốn xen vào chuyện làm ăn của con Vi, cho nên mới làm như không nhìn thấy, ai mà ngờ... Chị Hòa lúc này nghe bà Thu nói như vậy thì càng thêm sợ hãi. Chị ta tiếp tục níu lấy tay của bà nài nỉ. Em không cố ý mà, bây giờ em sợ lắm, không dám ở lại đây. Cô cho em trả phòng nhé, em về quê ở ẩn tụng kinh sám hối tội lỗi của mình. Chứ ở đây ngày nào thì tim của em có ngày vỡ sẽ chết mất. Bà Thu nhìn khuôn mặt của chị Hoa lúc này đã lấm lem vì nước mắt, cộng thêm những lời ăn năn phát ra từ miệng của chị ta, không biết là thật lòng hay giả dối, cho nên bất chợt cảm thấy động lòng. Bà định gật đầu, thế nhưng mà chợt nhớ ra điều gì thì liền nhíu mày nói. Mà tại sao cô lại thoát được vong hồn của con Vi cho đến tận giờ phút này, trong khi thằng Chí, thằng Nhẫn và cả con Tuyến thì không có liên quan nhưng ít nhiều cũng đã xúc phạm đến vong hồn của nó. Đều đã bị trả thù. Vậy mà còn cô... Chị Hòa lúc này có vẻ như đã bình tĩnh lại hơn. Chị ta liền buông tay ra khỏi người của bà Thu, rồi vội vàng lôi ra một sợi dây màu đỏ mà chị ta đang đeo trên cổ của mình, nhìn bà Thu mà nói. Dạ, hồi tuần trước em đi bán về muộn, vô tình có nhìn thấy một cái bóng trắng đang lượn lờ ở ngoài phòng của con Vi. Em sợ lắm. Em có về nói với ông Nhẫn nhưng mà ông không có tin, còn chị em bị điên. Nói kiểu gì ông ấy cũng không nghe, cho nên em tự đi thỉnh bùa trấn vong về đeo. Có lẽ vì vậy em may mắn thoát được.
Nhưng mà đêm nào nó cũng đứng ở ngoài phòng nhìn em rồi cào cấu vào cánh cửa gầm gừ, em sợ lắm cô ạ. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà theo tôi được biết thì cái bùa trấn vong này chỉ có thể bảo vệ cô trong 49 ngày, tính từ ngày con Vi chết. Sau đó thì nó cũng giống như một tờ giấy lộn, hoàn toàn không có tác dụng. Thì cho dù cô có đi đến tận cuối cùng trời đất, oan hồn của nó cũng bám theo cô, cho đến khi nào mà nó trả được thù mới thôi. Vì oán khí của nó sau 49 ngày sẽ là lúc tích tụ mạnh nhất. Cô biết tại sao không? Tại sao ạ? Vì nó chết oan. Bà Thu dùng đôi mắt sắc như dao của mình lạnh lùng nhìn vào mặt của chị Hoa mà nhấn mạnh từng chữ, khiến cho chị ta run lên cầm cập, mà suýt nữa đã ngã nhào xuống ghế. Bây giờ em phải làm sao hả cô? Em sẽ chết theo ông Nhẫn sao hả? Bà Thu lúc này bỗng nhiên trở nên trầm mặc, bà ta liền đưa bàn tay lần mò lấy từng chuỗi hạt, chậm rãi liếc mắt nhìn sang quyển kinh thánh đang nằm im lìm trên bàn, rồi sau đó nhìn chị Hoa lên tiếng. Cô về phòng của mình đi. Nếu mà đã thật tâm hối lỗi thì tôi có cách giúp cô. Thế nhưng mà nhớ sau 7 giờ tối không được bước chân ra khỏi phòng. Đợi khi nào êm xuôi tôi sẽ báo cho cô biết. Chị Hoa vừa nghe bà Thu nói xong thì vô cùng mừng rỡ, gật đầu lìa lịa. Khuôn mặt vẫn còn loang lổ vằn vện những vệt nước, níu lấy cánh tay của bà Thu mà cảm ơn rối rít. Được vậy, em đổ ơn cô vô cùng. Em hứa sẽ thật tâm ngày đêm tụng niệm cầu siêu cho vong hồn cô Vi sớm được siêu thoát. Em đổ ơn cô, cảm ơn cô. Được rồi, cô về đi. Chị Hoa lúc này mặc dù đã được bà Thu lên tiếng hứa rằng tận tình giúp đỡ, nhưng trong giọng nói của chị ta vẫn có chút gì đó run rẩy sợ hãi. Có lẽ vì chị ta ý thức được tội nghiệp của mình quá nặng, cho nên khó lòng mất bình tĩnh được trong giờ phút này. Và rồi khi mà chị Hoa đi khỏi thì bà Thu lúc này chậm rãi bước tới bên cạnh một cái bàn nhỏ được đặt ngay trước trang thờ thứ gì đó của mình. Bà với tay kéo cái hộp tủ lấy từ bên trong ra một bông hoa tường vi đã rũ màu cũ kỹ mà bà đã nhặt được bên cạnh xác của anh Nhẫn vào cái hôm xảy ra án mạng. Bà Thu đặt bông hoa khô héo đó vào lòng bàn tay của mình, nhìn ngắm nó thật lâu, một hồi bằng một đôi mắt đượm buồn, sau đó thì thầm một mình trong cổ họng. Xin lỗi mày nha Vi, nhưng cô không còn cách nào khác, cô còn phải kiếm sống. Nhà cọ cô cũng cần phải cho thuê. Mày không thể ở lì mãi nơi đây được. Hãy đi siêu thoát đi hỡi cô gái nhỏ đáng thương. Vài ngày sau đó thì mọi người ở trong khu nhà trọ của bà Thu cũng dần trở lại với nếp sống bình thường. Họ không còn cảm thấy hoang mang sợ hãi nữa, bởi vì đã không còn nghe thấy những tiếng bước chân rùng rợn vang lên trong mỗi đêm thành vắng. Chỉ có Phong là lại lặng lẽ ngồi thờ thẫn ở bên ngoài trước cửa phòng mình. Anh đưa đôi mắt xa xăm ngó sang căn phòng tiêu điều yên lặng của Vi, mà trong lòng cứ nhen nhóm bao nhiêu điều thắc mắc. Chị Hoa thì sau cái ngày đã thú nhận với bà Thu, chị ta cũng không còn nhìn thấy vong hồn của Vi đêm đêm đứng ngoài cửa phòng của mình mà đòi mạng. Thế rồi chị ta cứ đinh ninh rằng mọi việc như vậy đã ổn thỏa, cho nên cũng vui mừng ra mặt. Không còn ủ rũ với những đêm thức trắng vì sợ hãi, mà nhanh chóng quay về với cuồng quay bận biểu của công việc hàng ngày. Nhưng lẽ đời hễ ai gây nghiệp thì nhất định phải trả nghiệp, đó là quy luật không có gì thay đổi được. Và một đêm muộn, chị Hoa đang đẩy chiếc xe hủ tiếu quen thuộc của mình y ạch đi vào trong con hẻm nhỏ tối tăm để trở về phòng trọ của mình. Vì hôm nay khách khá là đông, cho nên chị ta mới cố ở lại bán thêm kiếm chút đỉnh phần nào tiền trợ. Chiếc xe nặng trĩu vác theo những thứ đồ lỉnh kỉnh, vì vậy cho nên chị Hoa phải rất khó khăn mới nhích được nó từng chút một dưới lòng đường, lúc này không một chút ánh sáng. Chị Hoa nhớ tới lời của bà Thu dặn không được ra ngoài sau 7 giờ tối, cho nên chị ta cố đẩy chiếc xe bằng hết sức lực của mình để kịp về phòng trước khi có thứ gì xuất hiện khiến chị ta cảm thấy bất an. Nhưng như đã nói, hễ ai gieo nghiệp ắt sẽ khó lòng tránh khỏi quả báo. Đang cố lê từng bước để đẩy chiếc xe đi hết con đường tăm tối thâm u, chị Hoa vừa run sợ chốc chốc lại nhìn ra đằng sau lưng mình ngó chừng. Ở phía trước mặt lúc này có một vài ánh đèn lác đác hắt ra từ trong khu ổ chuột, cũng phần nào giúp chị ta thêm phần đỡ sợ. Và vào lúc cái bánh xe đẩy của chị Hoa vừa chuẩn bị lăn khỏi con hẻm nhỏ
để vào trong xóm trọ thì bất chợt nó bỗng dừng lại không chịu đi tiếp, mặc cho chị ta đang cố gắng dùng sức để đẩy thật mạnh. Nhớ là xe bị cán đá, chị Hoa mò mẫm ý chiếc điện thoại của mình bật lên, vòng ra đằng trước để xem. Thế nhưng khi mà ánh đèn flash của chiếc điện thoại chị ta vừa được bật lên, thứ xuất hiện ngay trước mặt chị Hoa lại là một khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt đen sì rùng rợn của Vi. Một tiếng hét thất thanh vang lên nghe thật chói tai giữa màn đêm cổ tịch. Chị Hoa giật bắn mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống nền đất. Giọng của chị ta run rẩy đắp bắp vang lên, nói trong cổ họng mà hai mắt nhắm nghiền không dám mở nhìn vào khoảng không. Tha cho tôi, làm ơn đừng. Một cơn gió lạnh buốt lúc này bất chợt thổi qua, mang theo một mùi tanh đậm như máu. Xe ánh đèn flash hắt lên từ lòng đường của chiếc điện thoại đang nằm chồng chơ. Vì xuất hiện như một bộ hình hài trông vô cùng kinh dị. Mái tóc đen xõa dài lòa xòa phủ kín cả gương mặt trắng dã. Hai hốc mắt đen ngòm chỉ hiện ra hai tròng trắng đang chừng chừng đăm đăm nhìn về Hoa. Cái miệng tái mét phát ra một thứ âm thanh như vọng về từ cõi địa ngục mà không hề cử động. Tha. Vậy sao hôm đó bà không tha cho tôi? Mặc dù tên chồng cố nạn của bà là người có lỗi. Chị Hoa lúc này tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chị ta cố gắng hít thở để có thể bình ổn đối diện với nghiệp báo của mình. Lúc này đôi mắt của chị ta đã từ từ mở ra nhìn về phía trước. Nhưng mà khi ánh mắt lấm lét vì sợ hãi của mình vừa chạm vào khuôn mặt ghê sợ của Vi, chị Hoa lại hét toáng lên thất thanh, rồi lập tức nhắm nghiền mắt lại mà lắp bắp với một giọng điệu vô cùng kinh hãi. Tôi sai rồi, làm ơn đừng giết tôi, tha cho tôi, tôi hứa sẽ siêu độ cho cô. Nhưng đáp lại lời van xin cầu khẩn của chị ta lúc này là một dòng cười cất lên the thé. Hồn ma của Vi nương theo cơn gió mà nhanh chóng bay lướt một vòng xung quanh bên chiếc xe đẩy của chị Hoa, rồi dừng lại trước mặt chị ta, gào lên một tràng đầy tức giận. Siêu độ, bà nên siêu độ cho chính mình và cái tên đàn ông khốn kiếp ấy. Tôi đã nói với bà rồi, cho dù bà có chạy lên trời thì tôi cũng phải lôi bà xuống để rửa hận. Không, đừng. Chị Hoa lúc này vì quá hoảng sợ cho nên mở to hai mắt của mình, nhìn vào khuôn mặt đang trở nên điên cuồng kinh dị của Vi mà liền gào khóc hoảng loạn. Chị ta không thể đứng lên để bỏ chạy được nữa vì hai chân lúc này đã trở nên tê cứng như hai khúc gỗ. Chỉ còn biết lết dòng theo con đường đất đá tối om, sợ hãi ôm ngực của mình, vừa bò vừa la hét. Đừng, đừng giết tôi. Nhưng luật ở đời có vay ắt có trả. Vì trong hình dạng của một oan hồn chịu nhiều tủi nhục cho nên mang đầy oán khí, cô nhìn chị Hoa đang bò lê dưới lòng đường mà mở miệng xì máu của mình lên cười man dại, rồi liền tức lao nhanh về chị ta với một lòng đầy thù hận không thể nào xóa bỏ. Nhưng chị Hoa lại không phải do chính tay oan hồn của Vi giết chết, mà là vì quá hoảng sợ. Chị ta nhìn thấy cái bóng của Vi lao tới cho nên vội vàng nhảy xuống cái hố ngay sát bên lề con hẻm nhỏ tối tăm. Chẳng may thay, cái hố đó do những người làm đường chỉ vì sơ suất nên đã không đậy nắp cẩn thận, có lẽ là vì trời quá trễ. Chị Hoa lập tức bị những thanh sắt của công trình bên dưới chiếc hố xin thủng ra thịt mà không kịp kêu lên một lời chăn chối sau cùng. Vì đứng đó trợn to đôi mắt trắng dã của mình nhìn cảnh tượng của chị Hoa bật cười lên điên loạn. Cuối cùng thì kẻ đã gây ra sự đau khổ và cái chết sau cùng cho cô đã phải nhận lấy hậu quả của mình. Vì với một khuôn mặt hẳn lên một nỗi căm hờn chứa đầy oán khí, còn chưa kịp lẩn khuất tan biến vào màn đêm, thì từ bên trong con hẻm có một ánh lửa bập bùng vàng rực xuất hiện ngay ở phía sau lưng cô, cùng một giọng nói lanh lảnh phát ra nghe vô cùng băng giá. Oan hồn xa đọa, hãy mau theo ta về cõi âm hằng chịu tội, chớ nên là chốn nhân gian mà mang lấy oán hờn gây họa cho chúng sinh. Vì quay phát lại, hai tròng mắt của cô chuyển thành đục màu đen tuyền, dưới ánh lửa kỳ dị kia ngay lập tức bay vút lên không trung khi mà nhận ra nó chính là thứ lửa thiêng dùng để triệu hồi ma quỷ. Nhưng có lẽ người dùng thứ ánh sáng đó không hề đơn giản một chút nào. Ông ta không để cho Vi có cơ hội nào kịp thời tháo chạy, mà ngay lập tức vung lên không trung một sợi dây thừng đã có xin bùa chú sẵn,
nhanh chóng quấn lấy ngang người cổ Vi, giật mạnh một cái khiến cô rú lên một tràng rồi té nhào xuống đất quằn quại trong đau đớn. Người đàn ông lúc này mới bước lên một bước, nhìn sang người đi bên cạnh mình gật đầu lên tiếng: xong rồi, đã thu phục được nó. Bây giờ bà muốn tôi đánh tan hồn nát phách của nó hay là nhốt nó về siêu độ? Nhưng mà tôi nói trước, oan hồn này vốn mang nhiều oán khí, rất khó để siêu độ trở thành vong hồn hiền lành, chịu quy y quay về cõi tịnh. Nếu làm không tới, nó rất dễ biến thành ngạ quỷ. Người đi bên cạnh ông ta không ai khác chính là bà Thu, chủ của khu nhà trọ. Bà ta chỉ im lặng nhìn vào vong hồn của Vi quằn quại dãy dụa một lúc lâu, sau đó từ tốn lên tiếng: siêu độ đi. Chúng ta không thể tiệt đường của một người đã mang quá nhiều oan khuất, làm như vậy là thất đức. Vi lúc này có lẽ nghe giọng nói cũng đã nhận ra bà ta. Cô cố gắng vùng mình ngồi dậy, mái tóc đen dài phủ cả gương mặt trắng bệch của cô, thoáng qua nhìn trông rất kinh dị. Vi tức giận chỉ tay về phía bà Thu mà gào lên bằng thứ âm thanh vọng về từ địa ngục: bà, tại sao bà làm vậy? Tôi đã làm gì động chạm đến bà? Bà đuổi tôi khỏi khu nhà trọ, bà biến tôi thành một vong hồn lang thang đói khát đã đành. Bây giờ bà còn muốn tiêu diệt sự tồn tại bằng ý chí cuối cùng này của tôi, bà có tư cách gì hả? Giọng của Vi vút lên trong màn đêm cô tịch, mang theo sự oán hận đến tột cùng. Đôi mắt của cô đen ngòm một màu đầy hận thù cho đến đáng sợ, đang cầm vẫn nhìn bà Thu nghiến răng ken két. Bà Thu thì ngược lại, thái độ rất bình thản của bà ta như không hề bận tâm. Bà ta chỉ khẽ lắc đầu nhìn Vi chậm rãi lên tiếng: cô chỉ muốn tốt cho mày thôi Vi hả? Mày nhìn xem, đã có 3 người đã bị mày gián tiếp hại chết. Cô chỉ tiếc là mình tới trời trễ nên không thể cứu kịp con hoa. Mày làm như vậy, mày sẽ xa chân vào con đường trở thành ngạ quỷ, vì không thể chút bỏ được oán khí. Mày sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội siêu thoát, làm lại cuộc đời. Mày hiểu lời cô nói không? Nhưng đáp lại lời khuyên răn của bà Thu là một ánh mắt mang đầy sự tức giận, cộng với một dòng hét cao vút lên trong đêm tối của Vi: bà im đi, tôi không cần siêu độ, tôi không cần siêu thoát. Thế tôi cần là trả thù một lũ khốn nạn đáng chết. Còn bọn đàn ông thối tha kia, bà mau thả tôi ra. Bà Thu biết những lời nói này của mình lúc này chỉ là vô nghĩa, hoàn toàn không thể nào thay đổi và xóa bỏ được sự hận thù đang nhen nhóm cháy ngùn ngụt trong lòng của một oan hồn đã bị sát hại dã man và chà đạp một cách không thương tích như Vi. Bà Thu khẽ thở dài một cái, quay sang nói với người đàn ông trên mình mặc một bộ đồ thầy pháp, lúc này vẫn còn đang cầm một đầu sợi dây thừng quấn chặt linh hồn của Vi: thu phục đi. Người đàn ông vội vã ấy gật đầu rồi lấy trong người ra một ống tre nhỏ, trên thân có khắc vô vàn những câu bùa chú và những hình thù kỳ lạ. Ông ta đưa cái ống tre hướng về phía trước, một tay lập tức buông bỏ sợi dây thừng rồi nhanh chóng niệm động một câu thần chú, sau đó đưa cao cái ống tre nhắm vào miệng của Vi rồi hét lớn: thu. Oan hồn của Vi bị ánh lửa trên tay của bà Thu thiêu đốt, còn đầu đớn rú lên từng tràng rồi ngay lập tức hóa thành một làn sương khói mỏng manh. Sau đó bị một lực hút rất mạnh kéo cô vào ống tre trên tay của lão pháp sư rồi biến mất hẳn trong bóng đêm dày đặc như chưa hề tồn tại. Con hẻm nhỏ quay trở lại với sự yên lặng cùng một vẻ thâm u điều hiu như là hàng đêm nó vẫn thường như vậy. Xác của chị Hoa sáng hôm sau được các công nhân làm đường phát hiện và báo lên phía cơ quan chức năng để họ xuống điều tra xem xét. Và họ kết luận chị Hoa bị chết vì tai nạn chứ không hề có một tác động nào khác. Chỉ có bà Thu là biết được sự thật, nhưng bà ta chỉ khẽ thở dài quay sang nhìn cái ống tre đang nằm im lìm một góc trên bàn thờ. Rồi chậm rãi lần mò từng viên chuỗi hạt, lắc đầu tự nhủ: âu thì cũng là nghiệp báo. 3 tháng sau đó, mọi thứ cũng đã dần chìm vào quên lãng khi mà ai cũng phải bận biểu cho riêng mình một cuộc sống bon chen nơi đô thị phồn hoa này, kể cả Phong. Anh cũng từ từ trở về với trạng thái cân bằng, bình ổn lại tâm tư mà thôi, không còn suy nghĩ nhiều về Vi nữa, cho đến một hôm. Cô Thu ơi, cháu gửi tiền trọ, cô Thu có nhà không? Phong đứng ở bên ngoài ngó ráo rác vào bên trong nhà của bà Thu để tìm kiếm.
Vừa nhìn anh vừa gọi lớn, nhưng đáp lại anh chỉ là một sự lặng im không có ai trả lời. Nghĩ chắc bà Thu đang bận làm gì đó dưới bếp vì cửa nhà lúc này đã mở toang không khóa. Nếu ra ngoài thì chắc bà sẽ không dám để cửa như vậy. Anh tiếp tục bước thêm mấy bước rồi gọi. Cô Thu ơi, có nhà không? Đưa tay lên xem đồng hồ thấy cũng đã hơn 7 giờ tối. Cũng đã khá là trễ vì anh còn có cuộc hẹn chờ một người khách đi sang tỉnh, có việc vào sáng sớm, cho nên phòng không gọi nữa. Anh định sáng mai sẽ đóng tiền trọ luôn. Thế nhưng khi anh chỉ vừa xoay lưng định bước ra khỏi nhà của bà Thu, Phong liền bất chợt nghe thấy đầu đó loáng thoáng có tiếng của ai đó gọi tên của mình văng vẳng. Anh Phong, anh Phong, cứu em. Trong vô thức quay đầu đưa đôi mắt tinh anh của mình nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng anh không thấy gì ngoài những đồ vật và một căn phòng vừa được gọi là phòng khách mà cũng dùng để thờ cúng cái gì đó của bà Thu. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, Phong tiếp tục nhún vai một cái rồi xoay lưng toan bước tiếp ra cửa. Nhưng anh lại tiếp tục nghe thấy giọng nói yếu ớt kia vang lên ở đâu đó, ngay chính trong căn phòng này. Anh Phong, làm ơn cứu em chết mất anh Phong. Lúc này Phong bắt đầu có một sự cảm nhận về Vi. Càng lúc càng rõ rệt hơn bao giờ hết, vì đây không phải lần đầu anh có sự liên kết đặc biệt với cô. Anh bắt đầu tỏ thái độ khẩn trương, đảo mắt nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi. Vi, có phải cô không? Cô ở đâu? Cần tôi giúp gì Vi? Em ở đây, mau cứu em sắp không chịu được nữa rồi. Giọng của Vi thều thào vang lên đâu đó trong căn nhà, chỉ còn có một chút ánh sáng mập mờ leo lét. Vì bà Thu chỉ ở có một mình, cho nên ít tiếp khách và chịu mở đèn vào tầm này trở đi, nên căn phòng vốn dĩ tối tăm thâm u, vì vậy mà càng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Phong lần theo giọng nói đã được phát ra từ bên trong căn phòng vắng vẻ. Mặc dù cũng khá là nghi ngại khi phải ở trong tình trạng như là ăn trộm rình mò người khác, nhưng lúc này tìm được Vi mới là điều quan trọng với anh hơn. Phong lên tiếng hỏi nhỏ nhưng giọng đầy lo lắng. Cô ở đâu, mau lên tiếng đi. Em ở đây này. Phong đưa mắt nhìn lên chiếc bàn thờ nhỏ của bà Thu. Bên trên có nhiều thứ rất đỗi kỳ quái mà anh chưa bao giờ thấy qua, nên dĩ nhiên là cũng không biết nó là thứ gì. Rồi trong khoảnh khắc đôi mắt của Phong chạm phải cái ống tre có dán một tờ giấy màu vàng. Bên trên tờ giấy có chỉ chít những nét vẽ gì đó nguệch ngoạc, mà dù cho anh đã cố nhìn nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Em ở đây, anh mau cứu em với. Giọng của Vi lại yếu đuối vang lên ngay sát cạnh bên tai. Anh lúc này có vẻ như đã hiểu ra vấn đề, ngay lập tức chộp lấy ống tre rồi nhanh tay xé bỏ tờ giấy dán trên đó. Cái nắp ống tre bỗng dưng không có ai tác động mà bất chợt văng ra khỏi thân. Rồi Phong nhìn thấy, từ bên trong ống tre bay ra một làn khói trắng mỏng manh như là sương mai buổi sớm. Rồi từ từ hóa thành một thân ảnh mơ hồ xuất hiện trước mặt của anh, mang theo một làn hơi buốt lạnh. Phong không sợ hãi, đôi mắt của anh căng ra nhìn vào cái thân ảnh, rồi hai cánh môi khẽ run lên ngập ngừng hỏi nhỏ. Là cô phải không Vi? Cái bóng trắng không còn nhìn rõ được nhân dạng, nhưng lại phát ra một thứ âm thanh lúc này nghe thật não nề, nhưng lại vừa nhẹ nhõm, giống như đã toại nguyện được chuyện gì đó. Phải, em bị người ta bắt giam, linh khí đã tận nên có lẽ không còn bao lâu thời gian tồn tại trên dương trần nữa. Nhưng trước khi mãi mãi tan biến vào cõi luân hồn, em phải đòi lại công lý cho chính cuộc đời của mình. Rồi có ra sao em cũng cam lòng không hối tiếc. Chỉ xin anh giúp em một điều cuối cùng. Là chuyện gì cô nói đi, giúp được tôi giúp. Anh hãy mang cho cốt của em trở về gia đình, trao trần tay cho mẹ của em có được không? Nhà em ở Bạc Liêu, canh xóm củi. Được được, em cảm ơn anh. Cho cốt của em đang ở đây. Kiếp này sinh ra là một đóa hoa vô thường mệnh bạc, hy vọng kiếp sau em sẽ không còn mang trên thân phận đầy đau khổ như vậy. Em cảm ơn anh vì những bát mì đã giúp em no dạ. Em cảm ơn và tạm biệt. Dứt câu, cái bóng của Vi cũng dần mờ nhạt rồi nhanh chóng tan biến đi trong làn sương khói mơ hồ. Chỉ còn lại một cơn gió thoang thoảng mỏng manh, mang một hơi lạnh lẽo, khiến cho phòng trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi buồn trống vắng vô hạn. Đang còn mãi đứng ngây ra với một tâm trạng rối bời, đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Vi, lúc này hoàn toàn mất dạng. Phòng bất chợt giật mình khi mà nghe thấy một giọng nói cất lên sau lưng.
cậu đã gián tiếp đẩy nó vào con đường không lối thoát trong cõi luân hồi. Cuối cùng thì số phận cũng mãi là số phận, không có gì thay đổi được cả. Phòng quay phát lại đã nhìn thấy bà Thu đứng đó từ phía sau. Bà đưa tay đẩy nhẹ cặp kính, dùng đôi mắt thăng trầm nhìn anh rồi lắc đầu thở dài. Phòng có hơi chột dạ vì đã vào nhà của bà không xin phép. Nhưng nghĩ tới câu nói vừa rồi, anh bỏ qua luôn sự kiêng dè, nhìn bà ta ngập ngừng lên tiếng. Cháu xin lỗi, nhưng cô nói vậy là sao ạ? Còn vì nó mang trong người oán khí quá nặng, vì vậy tôi mới phải nhờ đến thầy pháp siêu độ cho linh hồn của nó để quay trở về cõi âm, chờ ngày siêu thoát khỏi kiếp đọa đầy. Nhưng quá trình này rất lâu và sẽ rất đau đớn, vì phải nhờ vào bùa chú mà đánh tan đi cái tâm quỷ đang ngự trị linh hồn của nó. Nhưng bây giờ cậu đã phá hỏng phong ấn, thì chắc có lẽ nó sẽ không còn đường nào để thoát khỏi kiếp trầm luân được nữa. Vì nó sẽ tiếp tục trả thù và tiếp tục trở thành một linh hồn bị hắc bạch vô thường truy sát. Phong mặc dù chưa hiểu lắm nhưng lời nói của bà Thu, vì anh chưa từng tìm hiểu qua những giới luật của thế giới tâm linh kỳ lạ, nhưng anh tin vào điều đó. Bằng chứng là Vi tuy rằng đã chết, nhưng cô vẫn tồn tại trong một thể thức vô hình và cô cũng vừa nói chuyện với anh đây. Lúc này Phong mới trở nên vô cùng lo lắng, đứng đối diện bà Thu mà hỏi bà với một thái độ hoang mang. Vậy phải làm sao mới có thể giúp cô ấy bỏ oán khí được hả cô? Cháu thật sự không biết, cháu cứ ngỡ. Bà Thu lại thở dài không vội vàng trả lời, rồi bà chậm rãi đứng lên nhấc chiếc điện thoại của bà gọi cho ai đó. Xong rồi bà quay sang nhìn Phong. Cậu có đi cùng chúng tôi không? Hy vọng là không quá trễ. Phong gật đầu ngay mà chẳng cần hỏi thêm bất cứ câu nào. Bà Thu cũng nhanh chóng quay vào lấy chùm chìa khóa, sau đó khóa cửa cùng với Phong đi ra ngoài. Mà chỉ có bà mới biết phải tới chỗ nào mới có thể kịp thời ngăn cản được Vi tiếp tục quay trở về tâm quỷ. Trên một con đường tối đen chỉ còn một chút ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn đường chiếu rọi, vài giọt não nề, Phong và bà Thu cùng lão pháp sư đang cùng nhau bước đi để tìm kiếm cho được bóng dáng của Vi. Nhưng khi vừa trông thấy thân ảnh mơ hồ của cô xuất hiện thì cũng là lúc cô đang kêu gào dãy giụa trong gọng kềm uy nghiêm của hắc bạch vô thường. Gió thổi rít lên một trận cùng Phong nhanh chóng cuốn bay đi những chiếc lá khô rụng đầy dưới lòng đường mù mịt. Bà Thù và lão thầy pháp lúc này không ai bảo ai, cùng nhìn nhau rồi khẽ thở dài đồng thanh lên tiếng. Trễ rồi. Chỉ tiếc là Phong không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng đó. Anh chỉ nghe văng vẳng bên tai của mình tiếng kêu la thảm thiết của Vi vọng về trong đêm lạnh. Phong lo lắng cố đảo mắt xung quanh tìm kiếm, nhưng trước mắt anh chỉ là một khoảng không mênh mông về những đám bụi bay mù mịt hoàn toàn trống trải. Cô Thu, Vi đang ở đây phải không? Cô ấy đang gặp chuyện gì phải không? Nó đã bị nhị vương của âm tào đánh tan hồn phách. Có lẽ nó đã trở thành ngạ quỷ. Họ buộc phải làm như vậy, nếu không nó sẽ gây hại cho nhân gian và những người vô tội. Cô nói sao? Nghĩa là Vi vĩnh viễn không còn tồn tại, không có cơ hội siêu sinh. Đúng. Phong quỳ xuống dưới đất, hai tay bưng lấy mặt của mình từng hét lên đầy vẻ hối hận. Là tôi đã hại cô. Nếu tôi không để cô đi thì đâu dân ông nỗi này. Bà Thù bất chợt ngồi xuống và hiểu được tâm trạng lúc này của Phong, cho nên nhẹ vỗ vai của anh mà nói. Không hẳn là lỗi của cậu, vì con bé mang trong mình quá nhiều uất hận, oán khí đã thấm sâu và biến nó thành tâm quỷ, không thể nào siêu độ được. Nếu được thì trong thời gian 3 tháng nó có thể quay về tâm thiện. Có lẽ là do kiếp của nó. Cậu cũng có giúp nó toại nguyện được điều cuối cùng rồi, đừng nên tự trách. Phong lúc này chỉ còn biết đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt của mình với hy vọng nhìn thấy được Vi lần cuối, nhưng không thể. Những chiếc lá bay theo trận cuồng phong lúc này dừng lại xà xuống lòng đường, trải dài theo ánh đèn vàng vọt, còn hình bóng của Vi đã hoàn toàn chìm vào cõi hư vô, không còn chút gì vương vấn. Mấy ngày sau đó, tờ báo công an đưa tin có một nhóm đàn ông thanh niên đã gặp phải chuyện gì đó mà họ tạm thời chưa điều tra được. Rồi ngày hôm sau, ở bên phía cơ quan chức năng thẩm định, nhóm người bị một con vật gì đó tấn công trên đường từ quán nhậu trở về nhà đêm vào lúc tối muộn. Con vật dường như có lẽ là chó hoang đói khát, cho nên nó đã xé toang ổ bụng của nhóm người rồi lôi hết ruột gan phèo phổi của họ ra ngoài.
Đáng nói hơn thì tất cả họ đều bị con vật cắn đứt lìa bộ phận sinh dục, rồi bỏ lại trên đường bên cạnh, những cái xác toàn thân phủ đầy máu me bê bết. Bà Thu gấp tờ báo lại rồi đẩy cao cặp kính, khẽ liếc về căn phòng số 8, khẽ thở dài rồi nói một mình. Âu thì cũng là cái nghiệp, điều cuối cùng này chắc cũng đã giúp con được phần nào toại nguyện rồi, có phải không cô bé đáng thương? Dãy nhà trọ của bà Thu lại đi vào những chuỗi ngày nhộn nhịp như là vốn dĩ nó đã như vậy. Người ta cũng đã dần không còn nhớ đến một cánh bướm đêm với một khuôn mặt xinh đẹp nhưng quá đỗi lạnh lùng nữa. Còn Phong sau cả tuần rong ruổi đi xuống dưới Bạc Liêu để thực hiện lời hứa của mình và cũng là nguyện vọng cuối cùng của Vi, anh cũng đã quay trở về vào một buổi chiều trời vàng không ươm nắng. Vừa bước chân vào cổng nhà trọ, Phong đang nghe thấy từ bên trong căn phòng đã từng quen thuộc với anh bất chợt vang lên một giai điệu đượm buồn cùng câu hát ngân nga phát ra từ chiếc radio. Một đêm bước chân về gác nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa? Đời ta có khi là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như đứa trẻ nhớ nhà, từ những phố kia tôi về. Rồi Phong bất chợt giật mình khi cánh cửa của căn phòng ấy đang được mở toang. Anh nhanh chân bước vội vào trong hành lang vì vừa trông thấy thấp thoáng có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở ngoài cửa phòng để phơi quần áo. Tường Vi! Phong vừa bước nhanh hơn và buột miệng kêu lên khi trông thấy bóng lưng tựa hồ thân thuộc ấy. Tiếng gọi của anh khiến cho cô gái bị giật mình vội vàng quay đầu lại rồi bất chợt cười tươi mà nói: Ủa sao anh biết tên em? Em mới thuê phòng hồi sáng nay thôi. Nhưng mà em là Thảo Vi chứ không phải Tường Vi. Nụ cười của Vi trong sáng tựa như là cánh hoa non e ấp trong làn sương mai buổi sớm. Phòng đứng ngớ ngợi vài giây rồi như chợt nhớ bừng tỉnh. Anh bối rối cười xòa chia ra một chậu hoa Tường Vi mà anh đã mua trên đường trở về nhà, với dự định treo ngay trước cửa phòng của mình vì một lý do chỉ có anh mới hiểu, rồi nói: À, anh nhầm em với một người bạn, thôi thì để anh làm quen hàng xóm, anh tặng cho em này. Thảo Vi không khách sáo đưa tay nhận luôn chậu hoa rồi mỉm cười xinh xắn đáp: Dạ em cảm ơn anh, hoa đẹp quá, em cũng rất thích hoa Tường Vi. Thế là cả hai cùng nhìn nhau bật cười giòn tan trong không gian ngập tràn gió xuân phơi phới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.